Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin sáng ngày hôm nay 18 tháng 10 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Văn Quyết báo tin mừng cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Jae-sik. Cổ động viên Indonesia dọa giết cầu thủ Bahrain. Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ chia sẻ cùng tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Jae-sik. Indonesia đi vào vết xe đổ của Việt Nam có thể nghĩ lại về đấu trường AFF Cup là những thông tin chính trong bản tin sáng ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, trong thông tin đầu tiên của bản tin này, xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn ở Phú Thọ, bởi là thời gian tới đây, đội tuyển của chúng ta sẽ chinh chiến ở vòng loại U17 châu Á 2025. Cụ thể thì sáng ngày hôm qua, 17 tháng 10, đội tuyển U17 Việt Nam đã di chuyển đến thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để bước vào giai đoạn hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U17 châu Á 2025. Chiều cùng ngày, thầy trò ông Roland đã có buổi tập đầu tiên tại khu liên hợp thể dục thể thao của tỉnh Phú Thọ. Thời tiết thuận lợi cùng với sự thay đổi về cảnh quan, môi trường tập luyện cũng đã mang đến tinh thần hứng khởi cho toàn đội. Bên cạnh đó thì mặt sân tập cũng được ban tổ chức địa phương chăm sóc cũng như bảo dưỡng một cách chu đáo nên hoàn toàn đáp ứng được các giao án của ban huấn luyện đặt ra cho các cầu thủ trẻ. Sau buổi tập này, đội tuyển sẽ có khoảng 8 buổi tập nữa trong quỹ thời gian 5 ngày còn lại nhằm hoàn thiện đội hình, kỹ chiến thuật trước khi chính thức bước vào cuộc đua tại bảng Y ở vòng loại U17 châu Á 2025. Theo lịch thi đấu, đội tuyển của chúng ta lần lượt gặp các đối thủ Kyrgyzstan ngày 23 tháng 10, Myanmar 25 tháng 10, Yemen 27 tháng 10. Và rõ ràng rồi, mục tiêu của thầy trò ông Roland là cạnh tranh ngôi nhất để sở hữu tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Văn Quyết báo tin mừng đến tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Jae-sik. Theo chia sẻ mới đây nhất của tiền đạo Văn Quyết, người vừa nói lời chia tay đội tuyển quốc gia cho biết thì tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu cho câu lạc bộ nội và tuyển quốc gia Việt Nam. Tuấn Hải đã bình phục chấn thương, các ngoại binh cũng đều sẵn sàng, chúng tôi không gặp vấn đề gì về chấn thương, Văn Quyết cho biết. Trước đó, vì chấn thương khớp háng mà Tuấn Hải đã không thể lên đội tuyển Việt Nam tập trung đợt FIFA Days của tháng 10. Việc thiếu vắng Anh đã khiến cho ông Kim Jae-sik thiếu đi một sự lựa chọn chất lượng cho Hồng Kông. Sự trở lại của Tuấn Hải không chỉ làm cho ông Kim Jae-sik vui mừng trước khi tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch AFF Cup 2024, Hà Nội FC cũng được tăng cường sức mạnh đáng kể. Ở 3 vòng vừa qua, Tuấn Hải chấn thương nên đội bóng này đã gặp không ít khó khăn trong khâu ghi bàn. Hà Nội FC vừa có chiến thắng và đó là động lực để cho chúng tôi hướng đến trận thắng tiếp theo trên sân nhà. Chúng tôi xem băng ghi hình và nghiên cứu đối thủ. Đương nhiên, chúng tôi có chiến thuật riêng để đối phó với Công an Hà Nội. Mục tiêu của chúng tôi là ít nhất có một điểm trước Công an Hà Nội, Văn Quyết khẳng định. Các bạn thân mến, theo lịch thi đấu thì vào ngày mai, trận đấu derby thủ đô giữa Hà Nội FC của Văn Quyết Tuấn Hải sẽ đối đầu với Công an Hà Nội của Quang Hải. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:15 tại sân Hàng Đẫy. Trong khi đó thì ở tại một trận đấu khác là Thép Xanh Nam Định tiếp Sông Lam Nghệ An. Trận đấu này diễn ra trước đó vào lúc 18 giờ ở tại sân Thiên Trường. Cổ động viên Indonesia dọa giết các cầu thủ Bahrain ở trận lượt về. Hàng loạt tuyển thủ đội tuyển Bahrain đã bị fan cực đoan của Indonesia dọa giết nếu họ đặt chân đến Jakarta. Bahrain phải sang Indonesia đá trận lượt về. Tuy nhiên thì Liên đoàn bóng đá Bahrain BFA đã chính thức báo cáo sự việc lên FIFA và AFC về việc họ yêu cầu đá ở sân trung lập để an toàn. Mọi nguồn cơn bắt đầu từ trận hòa 2 đều đáng tiếc của đội khách Indonesia ở lượt đi. Theo đó thì trọng tài bù giờ 9 phút và chủ nhà Bahrain đã khứ hòa 2 đều đúng phút bù giờ cuối cùng. Ông Sinayang hy vọng là lần sau trọng tài cần phải cao thượng hơn. Trong khi đó thì hàng triệu fan bóng đá Indonesia đã tỏ ra rất cay cú và họ bắt đầu tấn công vào trang web của Liên đoàn bóng đá Bahrain, tìm cách chui vào các trang xã hội, tấn công trên không gian mạng. Quan trọng hơn là nhiều cổ động viên Indonesia còn dọa giết các tuyển thủ Bahrain nếu đội này đặt chân đến Jakarta đá trận lượt về. Không dưới 7 tuyển thủ Bahrain đã bị ham dọa giết ngay trên chính mạng xã hội của mình. Cùng với đó là trang web của Liên đoàn bóng đá Bahrain cũng bị hàng ngàn fan
của Indonesia tấn công và đưa ra những lời chỉ trích hăm dọa. Liên đoàn bóng đá Bahrain cũng đã chính thức báo cáo sự việc lên FIFA và AFC để có hướng giải quyết thích đáng. Họ cũng nêu quan điểm là phải đưa trận này sang một sân trung lập của các quốc gia khác cùng với sự an toàn tuyệt đối của toàn đội Bahrain trước, trong và sau trận đấu với Indonesia ở trận lượt về. Hàng loạt tổ chức ở Bahrain đã lên tiếng, trong đó thì có tổ chức nhà báo của Thế giới Ả Rập. Cộng đồng Hồi giáo cũng lên tiếng trách móc cổ động viên Indonesia và các tổ chức liên quan như là FIFA, AFC phải mạnh tay hơn. Các tổ chức trên trách móc thì Indonesia cũng là anh em những quốc gia đạo Hồi chiếm đa số. Trước đây cũng làn sóng tương tự kiểu như thế này mà Indonesia đã bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 vào năm 2023. Lần đó thì nhiều tổ chức đã hăm dọa giết U20 Israel khi đặt chân đến Indonesia đá World Cup trẻ. Indonesia đứng về phía Palestine và tỏ thái độ căm thù Israel. FIFA tước quyền đăng cai của World Cup U20 nhưng sau đó lại bù lại bằng World Cup U17 không có đội trẻ của Israel có mặt. Đội tuyển Indonesia coi chừng có thể là sôi hỏng bỏng không. Hòa cay đắng ở lượt đi nhưng nếu bình tĩnh thì có thể lấy lại những gì đã mất ở lượt về. Còn việc hăm dọa giết người thì có thể là không gây ra nỗi sợ cho ai mà có lẽ chỉ thiệt thân mà thôi. FIFA hay là AFC có hàng trăm cách làm để có thể có hàng trăm cách trừng phạt nếu như fan của Indonesia manh động ở những giải đấu thuộc quản lý của FIFA hay AFC. Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ hãy chia sẻ cùng với tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik. Các bạn thân mến, mới đây huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng tuyển Việt Nam cần phải nhanh chóng cải thiện cả về chuyên môn lẫn tinh thần khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2024. Bên cạnh đó thì đội tuyển rất cần sự chia sẻ từ người hâm mộ. Không còn nhiều thời gian cho đội tuyển Việt Nam khi ASEAN Cup 2024 đã cận kề. Thực tế thì nhìn lại những gì đã có qua 5 trận đấu ông Kim Sang-sik cầm quân, đan xen những điều chưa được và điều đã làm được. Thời gian làm việc của ông Kim Sang-sik là chưa nhiều, cũng rất khó để cho nhà cầm quân này có thể làm tốt những dự định của mình về cả khía cạnh con người cũng như là về mặt chiến thuật. Ông Kim Sang-sik đã cố gắng cải thiện mọi thứ theo ý đồ của mình, nhưng trong bối cảnh và lúc này đó là khó khăn. Có vẻ như là nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn chưa chốt được lối chơi và cả bộ khung của đội tuyển. Ở những trận đấu đã qua, tuyển Việt Nam đã rèn giũa sơ đồ thi đấu 3-4-3 và đã có nhiều điểm sáng khi các cầu thủ thực hiện đúng chiến thuật. Những trận đấu với Nga, Thái Lan, Ấn Độ là bài học kinh nghiệm tốt cho toàn đội phát triển về lối chơi, hướng đến mục tiêu ASEAN Cup 2024. Khi đội tuyển Việt Nam vẫn chưa định hình được cả về bộ khung nhân sự lẫn lối chơi một cách rõ ràng, thì hàng thủ lại lộ ra nhiều khiếm khuyết. Đây là điều đáng lo, bởi lâu nay hàng thủ chắc chắn luôn là điểm tựa cũng như bệ phóng cho lối chơi của đội tuyển. Đã thấy những sai sót cá nhân ở những trận đấu giao hữu, ông Kim Sang-sik phải nhanh chóng bịt lại lỗ rò này. Có thể tuyển Việt Nam sẽ có thay đổi hệ thống phòng ngự từ 3 trung vệ chuyển sang 4 trung vệ. Trong khi đó thì sơ đồ thi đấu linh hoạt sẽ quyết định đội hình, sử dụng con người ra sao. Chúng ta vẫn còn đó những cá tên chất lượng như Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Năng lực của họ đã được khẳng định. Vấn đề quan trọng là cảm giác chơi bóng, sự tự tin là phải có trở lại, cũng như là phong độ cùng với khát khao mãnh liệt nhất. Tuyến giữa cũng cho thấy những mong manh khi Đỗ Hùng Dũng khó mà có thể cày ải bấy lâu nay. Ông Kim đã thử nghiệm những Nguyễn Thái Sơn rồi là Lê Phạm Thành Long cho vị trí tiền vệ trung tâm để chia lửa cùng với Hùng Dũng. Một khi cặp tiền vệ trung tâm cứng cáp sẽ giúp cho các cầu thủ ở tuyến trên yên tâm hơn, dồn toàn tâm toàn ý cho mặt trận tấn công. Thêm nữa, sử dụng Nguyễn Hoàng Đức thế nào, phát huy hết khả năng của tiền vệ này là bài toán cần phải được giải quyết. Ông Hoàng Văn Phúc nhìn nhận đã có những tín hiệu tốt nhìn từ đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình chiến thuật thường chơi 3 tiền đạo của ông Kim Sang-sik, các tiền đạo trẻ của đội tuyển đều có sự tiến bộ. Nếu chọn một trong những điểm nổi bật nhất, có lẽ là phong độ ấn tượng của cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào. Tôi theo dõi Bùi Vĩ Hào từ lúc cầu thủ này chơi trong màu áo U19 An Giang và cảm nhận Vĩ Hào có tiềm năng để phát triển. Điều cần nhất với cầu thủ trẻ chính là sự tự tin nếu như họ được trao cơ hội. Ông Kim Sang-sik cũng đang theo đuổi việc trẻ hóa, vậy nên màn trình diễn của những cầu thủ trẻ trong thời gian qua sẽ giúp cho đội tuyển có thêm những lựa chọn về nhân sự cũng như là các phương án về chiến thuật ASEAN Cup 2024. Ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ là không chỉ nâng cấp ở khía cạnh về chuyên môn,
yếu tố về tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, với những sa sút gần đây của bóng đá nước nhà, kết quả không tốt những giải đấu khiến cho không khí trầm lắng, những khán đài vắng đi thấy rõ. Tinh thần của anh em cầu thủ cũng chịu tác động và áp lực rất lớn khi dồn lên vai ông Kim Seok-sik cũng như là cầu thủ. Chính bởi thế mà không chỉ giải quyết chuyện con người hay là lối chơi, ông Kim Seok-sik cần giải phóng tinh thần tâm lý, kích hoạt lại cảm hứng, động lực, khát khao chơi bóng cho mỗi cầu thủ. Bóng đá có lúc này lúc kia, nên chúng ta cũng cần thấu hiểu và thông cảm. Trong giai đoạn khó khăn này, tuyển Việt Nam rất cần những nguồn cổ vũ, động viên to lớn từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Indonesia đi vào vết xe đổ của Việt Nam có thể nghĩ lại ở đấu trường AFF Cup. Indonesia lên kế hoạch cử đội hình B tham dự đấu trường AFF Cup 2024, nhưng thất bại trước tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup vừa qua có thể khiến cho đội bóng này phải đổi ý. Sau 3 trận hòa đáng khen ngợi trước Ả Rập Xê Út, Úc rồi Bahrain, tuyển Indonesia đã tự tin hướng đến tham vọng đứng thứ 3 hoặc là thứ 4 ở bảng C nhằm có vé vào vòng playoff tiếp tục tranh suất dự World Cup 2026. Tuy nhiên thì thất bại 1-2 trước chủ nhà Trung Quốc là đòn đau với thầy trò ông Shin Tae-yong. Để thua đối thủ nhẹ nhất ở bảng đấu, về lý thuyết, cơ hội đi tiếp của họ đã suy giảm đáng kể. Tháng 11 tới đây, học trò của ông Shin Tae-yong sẽ đối đầu với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Nếu tiếp tục không thắng thì cánh cửa sẽ ngày càng hẹp hơn. Trận thua tại sân Thanh Đảo của Trung Quốc không chỉ là tô vẽ thiếu sót của Indonesia về khả năng áp đặt lối chơi, tổ chức tấn công, mà nó còn dồn áp lực lên vai ông Shin Tae-yong. Báo chí ở Indonesia chỉ trích huấn luyện viên người Hàn Quốc vì đã thử nghiệm cầu thủ, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuần Indonesia ở trận đấu buộc phải thắng thay vì là tung ra đội hình có 9-10 cầu thủ nhập tịch như là trước Úc hay Bahrain. Dù ông Shin Tae-yong khẳng định Indonesia sẽ thắng ở trận lượt về trước Trung Quốc và không buông bỏ tham vọng đoạt vé vào vòng sau, nhưng đội bóng này đã đứng trước thế là phải tìm đường lui. Sau khi đoạt vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2026, ông Shin Tae-yong từng úp mở: "Tôi không biết liệu có cần phải vô địch AFF Cup hay không, nhưng chắc chắn giải châu Á lớn hơn Đông Nam Á. Tôi yêu cầu các bên là không giới hạn ở AFF Cup mà hãy tiến lên nữa để nhìn thấy những điều lớn lao hơn tại Asian Cup hay là World Cup." Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI cũng ủng hộ ý tưởng này khi nhấn mạnh sẵn sàng cử đội tuyển U22 của Indonesia tham dự AFF Cup để dồn sức cho đội tuyển quốc gia cho tham vọng lớn. Tuy nhiên thì nếu không tập trung cho sân chơi Đông Nam Á, Indonesia có thể rơi vào vết xe đổ của Việt Nam hay là cả Thái Lan. Tấm vé lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup là phần thưởng cho nỗ lực, nhưng đồng thời cũng là cám dỗ khiến cho những đội tuyển trung bình ở châu Á ngộ nhận về đẳng cấp của mình. Với Indonesia, Thái Lan hay cả Việt Nam, việc lọt đến vòng loại cuối để tranh tài với những đối thủ mạnh không đồng nghĩa là các đại diện Đông Nam Á có thể vươn mình thành đội mạnh trong tương lai gần. Tuyển Thái Lan từng xem nhẹ AFF Cup 2018 sau khi góp mặt ở vòng loại World Cup 2018. Giấc mơ vươn ra châu Á đã khiến cho họ không còn mặn mà ở Đông Nam Á, bởi họ cho rằng mình đã thừa danh hiệu ở đấu trường này nhưng lại thiếu ở Asian Cup hay là World Cup. Nhưng thất bại nối đuôi nhau kéo dài từ vòng loại World Cup 2018, AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019 buộc Thái Lan phải trở lại ao làng vô địch tại đây nhằm kiến tạo niềm tin cho giai đoạn mới. Tương tự như vậy, tuyển Việt Nam của chúng ta dù là không buông AFF Cup sau khi có vé đá vòng loại thứ 3 World Cup như là Thái Lan, song thất bại ở sân chơi này vào năm 2021 và 2022 cũng ảnh hưởng đến kế hoạch vươn tầm của bóng đá Việt Nam, dẫn đến hệ lụy đổ vỡ sau đó. Bài học rút ra là các đội Đông Nam Á vẫn nên tập trung cho AFF Cup trước khi nghĩ đến mục tiêu lớn hơn. Với đội tuyển còn chưa từng vô địch AFF Cup như là Indonesia thì việc bỏ qua giải đấu này, nghĩ đến World Cup có thể là một sai lầm. Thất bại nối tiếp nhau ở vòng loại World Cup và AFF Cup có thể đẩy đội tuyển quốc gia vào khủng hoảng. Thái Lan hay là Việt Nam từng bước qua, bây giờ rất có thể là Indonesia sẽ lặp lại sai lầm của những kỳ địch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.